giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan, thu vẫn trôi. Giờ biết ly đến, anh về đi, em vẫn đứng đây. Nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tan, từng sắc hoa rơi tàn phai dưới chân. Anh cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã chốt trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe muôn gió thấm đôi vai gầy. Và mỗi khi anh hoàng hồn rơi xuống, tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm, nhưng dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để em nhớ thương, còn rớt rơi những tàn tro năm cũ, sưởi ấm tim cho lòng thôi ra băng. Thôi nhé anh, tình duyên đã dứt và em xin giữ ấm hương tàn tro. Trao về anh tình yêu đầu tiên, tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe buốt gió xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe buốt gió thấm đôi vai. Đó là bài Tàn Tro, nhạc bài quốc, lời của nhạc sĩ Khúc Lan, và bài đầu tiên của Góc Phố Nhạc Vàng, Trúc Sinh, Vũ Anh Thư, Lê Ngọc, Sỹ Dự. Đó là chào đến vị đến với chương trình Góc Phố Nhạc Vàng, và hôm nay đặc biệt Trúc Sinh coi như là mời được một người em từ bên châu Âu luôn. Ở bên Pháp ạ. Bên Pháp. À, bên Pháp em ở đâu em? Dạ em ở Paris luôn ạ. Ở Paris. Paris dạ. Dạ. Thủ đô ánh sáng á. Dạ. Thủ đô ánh sáng, thủ đô nghệ thuật ạ. À, em gửi lời chào đến Vũ Anh Thư xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị, quý khán giả của chương trình Góc Phố Nhạc Vàng. Và kế tiếp là bài, em giới thiệu bài kế tiếp. Dạ, bài kế tiếp anh Thư xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Bên Em Là Biển Rộng của nhạc sĩ Bảo Trấn. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh, bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh Mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sống tôi không xô bờ, khi em xa anh đã trở vờ. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi em xa anh sống thôi không xô bờ, khi em xa anh đã trở về. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Khi anh xa em sống thôi không xô bờ, khi em xa anh đã trở về. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông, tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Và nhạc phẩm kế tiếp anh Thư xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Dòng Sông Kỷ Niệm của nhạc sĩ Trúc Hồ. Nhớ một ngày ta cùng nắm tay trên đường dài đầy hàng lá me xanh. Nhớ một ngày ta biết yêu và ngày ta đã yêu. Giờ này ôi đâu chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng, vết mây bay. Người tình ơi có nhớ, tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều. Tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Người ơi xin gian đời. Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi. Cùng nắm tay trên đường dài đầy hàng lá me xanh, nhớ một ngày ta biết yêu và ngày ta đã yêu giờ này ôi đâu còn, chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng vết mây bay. Người tình ơi có nhớ, tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều, tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Em chỉ yêu mãi anh thôi. Đó là bài rất lãng mạn của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài này nếu không lầm thì anh Hồ đã nói là cái bài đầu tiên của anh. Ồ vậy anh. Một cái tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài này rất hay. Kỷ niệm rất là dễ thương. Yeah. Em Thư, yeah, em mới đi hát từ hồi nào? Em chính thức đi hát là 7 năm rồi. Đến thứ 27 năm rồi. Dạ. Tức là em có đi hát nhưng mà ở bên Pháp thì hát mấy phòng trà nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà em không có đi chuyên. Và sau cuộc thi SPTN, okay, thì sau cái giải được Á quân của SPTN thì bắt đầu em chuyên sâu hơn và theo đuổi đam mê của mình. Coi như là em bốn Thư là được coi như là Á quân ạ. Của chương trình SPTN Voice. Dạ. Chương trình rất là thành công. Dạ. Thì sau cái SPTN Voice em có học hỏi gì được nhiều trong, dạ, khi mà trong cái quá trình mà em thi đó? Dạ có. Thì khi quá trình em thi thì em có hai coach là thầy Nguyên Khang và thầy sĩ Đan. Và sau đó, sau cuộc thi thì em được làm việc với anh Trúc Hồ. Thì các anh cũng có chỉ bảo em cũng... Những cái gì mà em học hỏi nhiều nhất trong cái SPTN Voice? Em học hỏi được là khi hát mình có cái biểu cảm hơn và đặt cái tình cảm vào cái bài hát. Tại lúc trước em hát thì theo cái bản năng thôi. Thì khi mà được các thầy dạy thì khi mình hát thì mình feeling hơn trong cái bài hát. Và hát nhẹ nhàng hơn. Và mình biết tiết chế. Chứ lúc trước em hát thì cứ theo bản năng. Hát rất là hết. Xin lỗi vì quá hứng. Dạ đúng rồi. Okay. Cứ hát hết hơi thôi. Nhưng mà bây giờ thì em học được rất là nhiều. Dạ, hát thì có cảm xúc hơn và biết tiết chế hơn. Em có cái dự định gì cho tương lai em không? Dạ có chứ, thì em tính theo cái nghề này cô luôn không hay là sao? Dạ thì chính vì vậy mà em quyết định là sẽ mua qua đây, dạ, để mà theo đuổi cho tiếp theo cái và mình đam mê của mình. Dạ. Thành coi như là hiện thực. Dạ. Cái anh gì anh cũng như là anh Ngọc, anh Sỹ Dự, anh Phụng, The Ben. Chúc em lúc nào cũng được may mắn trong dạ. cái nghề nghệ thuật này. Dạ, em cảm ơn các anh. Mình càng học hỏi, mình hát nhiều thì sẽ hay. Dạ. Nghề. Dạ. Okay. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, cũng mong quý vị là ủng hộ cho anh Thư và để cho anh Thư có cái động lực để theo đuổi được và cống hiến được những cái nhạc phẩm hay đến tới quý vị. Thì mong quý vị hãy ủng hộ và cho anh Tư một tràng vỗ tay khích lệ. Em gái rất là có tiêu chuẩn về ca sĩ. Em có chất giọng rất là hay. Em cảm ơn. Và cái nhan sắc cũng một cái yếu tố của một người ca sĩ. Còn cái kinh nghiệm hát nhiều, mình học hỏi. Dạ. Phải đam mê, quan trọng là phải đam mê. Dạ. Đam mê học hỏi sẽ ngày nào đó em sẽ thành công. Dạ. Okay. Cảm ơn em đến với chương trình Góc Phố Nhạc Vàng. Cảm ơn anh. Và bài kế tiếp em giới thiệu cho anh luôn. Vũ Anh Thư xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Xin Hãy Rời Xa của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Cho bao đắng cay theo dòng đời trôi dần sẽ phai nhòa. Giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình hỡi cho ta giàu với, với những chót xa riêng một mình. Người yêu ơi, xin hãy quên mau, cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai màu. Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, cho yêu thương xưa vùi lấp trong mơ, mong em quên đi nghĩ vẫn âm thầm cho hạnh phúc em, cho tình đã qua. Giờ xa cách rồi người yêu ơi, em có hay chăng? Ta như lá rơi trên dòng sông trôi xa mãi bên bờ. Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta dần nứt với những thương đau cho đến khi nào? Ván âm thầm cho hạnh phúc em, cho tình đã qua. Giờ xa cách rồi người yêu ơi, em có hay chăng? Ta như lá rơi trên dòng sông trôi xa mãi bên bờ. Ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta dần nứt với những thương đau cho đến khi nào? Này người tình hỡi, tim ta dần nứt cho đến thương đau. Trúc Sinh, anh Lê Ngọc, anh Sỹ Dự, Nguyễn Phụng và Vũ Anh Thư xin gửi lời tạm biệt đến quý vị. Xin hẹn quý vị vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày hạnh phúc.